Thế giới đang chiến tranh loạn lạc, báo Nga bất ngờ tiết lộ 7 lý do khiến đế quốc Mỹ thất bại ở Việt Nam. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, từ sau khi đại dịch Covid-19 hoành hành và để lại những hậu quả khủng khiếp cho thế giới, rất nhiều cuộc xung đột vốn dĩ đã căng thẳng nay lại trở nên gay gắt hơn. Đỉnh điểm là hồi đầu năm 2022, Nga và Ukraine trực tiếp đối đầu trong một chiến dịch quân sự đặc biệt. Và hồi tháng trước, Israel và Hamas nổ phát súng vào nhau khiến cả thế giới bàng hoàng. Đến mức mà vài ngày trước, Fyodor Lukyanov, chuyên gia chính sách đối ngoại hàng đầu của Nga đã khẳng định rằng chiến tranh thế giới thứ ba thực sự đang diễn ra. Dù mỗi cuộc chiến tranh đều có những nguyên do khác nhau, tuy nhiên điểm chung là cứ mỗi lần có chiến tranh thì Việt Nam chúng ta lại bị réo tên liên tục. Chẳng hạn như mới đây, cư dân mạng quốc tế đã thi nhau chia sẻ lại một bài báo của Nga tiết lộ 7 lý do khiến đế quốc Mỹ thất bại ở Việt Nam, và lấy đó ra làm tấm gương phản chiếu cho những cuộc chiến đang nổ ra trên thế giới. Kèm theo lời nhắc rằng, nếu muốn thắng hãy học theo Việt Nam. Vậy 7 nguyên nhân mà Nga nhìn nhận và đúc kết làm nên thất bại ê chề của quân Mỹ ở Việt Nam là gì? Theo dõi ngay video của Việt Nam Stronger để thêm muôn phần tự hào về hai tiếng Việt Nam các bạn nhé! Đây là bài báo mà mình vừa nhắc đến, là một trong những trang báo có tiếng được chắp bút bởi những tác giả có tên tuổi của Nga. Trước khi đi vào 7 nguyên nhân lớn khiến Mỹ, quân đội sừng sỏ, thất bại ở Việt Nam, thì báo Nga không quên nói về sự tổn thất lớn lao của Mỹ ở Việt Nam, cái kết cho những kẻ xâm lược dám động đến Việt Nam, đất nước nhỏ bé nhưng sức mạnh thì phi thường. Báo Nga viết, sau một thời gian đem dã tâm và bằng mọi thủ đoạn để xâm lược và đô hộ phía Nam Việt Nam, đến ngày 15 tháng 1 năm 1973, quân Mỹ và quân đồng minh đã phải chấm dứt các hành động quân sự bẩn thỉu và đê tiện ở Việt Nam. Sau khi trải qua 4 năm đàm phán ở Paris, các bên tham chiến đạt được thỏa thuận, ký kết Hiệp ước Hòa bình vào ngày 27 tháng 1, kết thúc cuộc chiến tranh bắt đầu từ năm 1965 này. Quân Mỹ tổn thất 58.000 người đã rời khỏi Việt Nam trong bộ dạng lấm đầy bụi đất. Các nhà sử học, chính trị và quân sự đến nay vẫn không thể trả lời rõ ràng vấn đề này. Người Mỹ làm thế nào mà lại thua cuộc chiến này bởi vì họ chưa từng thua cuộc chiến nào? Tại sao họ lại thua Việt Nam? Cả thế giới cần nhìn nhận lại điều này để rút ra bài học cho riêng mình. Tờ báo Nước Nga của chính quyền Nga đã tổng kết quan điểm của các chuyên gia về vấn đề này, đã đưa ra 7 nguyên nhân lớn khiến cho quân đội Mỹ thất bại ở Việt Nam. Đó là những nguyên nhân gì thì mình sẽ bật mí ngay sau đây. Nguyên nhân thứ nhất cũng là nguyên nhân quan trọng hàng đầu khiến Mỹ phải về nước trong đắng cay và tủi nhục. Đó chính là chiến thuật theo vũ điệu địa ngục rừng cây của Việt Nam. Chiến thuật này lợi hại đến mức chính quân Mỹ cũng phải công nhận và sợ hãi dùng mình mỗi khi nhắc tới. Báo Nga trích lại từ chính những cảm nhận của binh sĩ Mỹ khi tham chiến tại Việt Nam rằng quân Mỹ tuy có ưu thế mang tính áp đảo về vũ khí và binh lực. Năm 1968, quân Mỹ có trên 540.000 quân ở Việt Nam nhưng không thể chiến thắng được lực lượng du kích của chúng ta. Quân Việt Nam tuy ít nhưng chúng ta đánh nhỏ, đánh giàn trải, tiêu diệt địch dần dần và từ từ khiến lợi thế đánh lớn và đánh tập trung một chỗ của địch không thể phát huy. Địch như bị lạc và mất kiểm soát trong một mê cung. Một ma trận toàn rừng cây, nhưng sự thật thì quân ta toàn núp sau rừng sau cây. Vì vậy, cho dù đã ném bom giải thảm khoảng 6.700.000 tấn bom ở Việt Nam, nhưng chúng cũng bất lực và không thể đưa Việt Nam quay trở về thời kỳ đồ đá. Thậm chí, thương vong của quân Mỹ và quân đồng minh lại bị Việt Nam cho tăng lên một cách ổn định và đáng kinh ngạc. Trong chiến tranh Việt Nam, quân Mỹ tổng cộng có 58.000 quân bị thiệt mạng, 2.300 quân mất tích, hơn 150.000 người bị thương. Hơn nữa, danh sách thương vong được Mỹ chính thức thống kê, chưa bao gồm người Puerto Rico do Mỹ thuê. Các chiến dịch quân sự cá biệt của quân Mỹ tuy thành công, nhưng Tổng thống Nixon biết rõ Mỹ không thể giành được thắng lợi cuối cùng. Nguyên nhân thứ hai gây nên thất bại của Mỹ ở Việt Nam đó là tinh thần của quân Mỹ suy sụp. Trong chiến tranh Việt Nam, quân Mỹ tiến hành đào ngũ là hiện tượng tương đối phổ biến. Võ sĩ quyền Anh hạng nặng nổi tiếng của Mỹ, Cassius Clay, khi lên đỉnh cao sự nghiệp của mình, đã tình nguyện quy y đạo Hồi, đổi tên là Muhammad Ali, cũng muốn chạy trốn nghĩa vụ quân sự. Do đó, anh ta bị tước hết danh hiệu quán quân, bị cấm tham gia tất cả giải đấu trên 3 năm. Sau chiến tranh, Tổng thống Ford năm 1974 đề nghị đặc giá tất cả những lính đào ngũ và từ chối tham gia binh dịch. Kết quả hơn 17.000 người tự thú. Năm 1977, chủ nhân mới của Nhà Trắng, Tổng thống Carter đã đặc giá cho những công dân đào ngũ và rời khỏi Mỹ. Nguyên nhân thứ ba là do tính chất chiến tranh. Mỹ đi xâm lược chúng ta là chiến tranh phi nghĩa. Báo Nga phân tích như sau. Một sĩ quan chỉ huy quân đội Việt Nam từng nói với nhà sử học Mỹ, cựu binh chiến tranh Việt Nam
David Hayward rằng tinh thần chiến đấu của binh sĩ Việt Nam rất cao, trong khi đó dự trữ bom và tên lửa của quân Mỹ lại nhanh chóng bị tiêu hao. Tuy Việt Nam tương đối yếu về mặt vật chất, nhưng ý chí chiến đấu và nghị lực mạnh hơn quân Mỹ. Nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc chiến tranh chính nghĩa, quân Mỹ lại tiến hành cuộc chiến tranh phi nghĩa. Binh sĩ và nhân dân nước họ đều hiểu rõ thực tế này. Nhà sử học Mỹ Davidson tán thành với quan điểm này và cho rằng, trong toàn bộ thời gian của cuộc chiến tranh, Mỹ rất ít cân nhắc đến hậu quả chính trị, kinh tế và tâm lý trong cuộc chiến. Không ai coi trọng việc rất nhiều dân thường bị thiệt mạng và sự phá hoại không cần thiết do chiến tranh gây ra. Kết quả đã gây ảnh hưởng chính trị tiêu cực. Và điều đó cũng dẫn đến nguyên nhân thứ tư, đó là vì chiến tranh ở Việt Nam là chiến tranh nhân dân. Báo Nga cho rằng hầu hết người Việt đều đứng lên chiến đấu và đứng về phía binh lính của họ, không có sự phản bội. Họ cung cấp cho lính du kích thực phẩm, thông tin tình báo, tân binh và lao động. Trong các bài viết của mình, David Hogwood trích dẫn câu nói của Mao Trạch Đông rằng nhân dân đối với quân du kích như nước đối với cá, rút nước ra thì cá chết. Nhân dân Việt Nam đã cùng làm nên chiến thắng này. Còn với các nước khác, nhân dân không biết gì về chiến đấu cả. Nguyên nhân thứ năm, báo Nga cho rằng là do quân đội Mỹ tuy đông nhưng nghiệp dư. Trong khi đó, những người chỉ huy quân đội của Việt Nam lại rất chuyên nghiệp. Báo Nga đã ca ngợi chúng ta rằng sự chuẩn bị chiến tranh của quân đội Việt Nam mạnh hơn nhiều quân Mỹ. Từ chiến tranh thế giới thứ hai trở đi, quân đội Việt Nam luôn chiến đấu để giải phóng Đông Dương. Đối thủ đầu tiên là Nhật Bản, sau đó là Pháp, tiếp theo nữa là Mỹ. Thấy Quốc cho rằng, ở Việt Nam, ông từng gặp được hai thượng tá của quân đội Việt Nam hầu như đã làm tiểu đoàn trưởng 15 năm. Trong khi đó, trên chiến trường Việt Nam, nhiệm kỳ binh quân của tiểu đoàn trưởng và lữ đoàn trưởng của quân đội Mỹ chỉ có 6 tháng. So sánh như vậy, giống như so sánh giữa đội bóng đá chuyên nghiệp và đội nghiệp dư. Đội chuyên nghiệp hầu như là huấn luyện viên chuyên nghiệp, tiến quân giành giải siêu lớn trong mỗi mùa thi đấu. Còn sĩ quan chỉ huy Mỹ giống như là người thầy giáo toán học lý tưởng hóa. Chỉ là người chơi muốn làm tướng, cho dù mạo hiểm tính mạng, chỉ muốn làm tiểu đoàn trưởng 6 tháng ở Việt Nam. Kết quả Mỹ đã thất bại trong cuộc chiến tranh này. Nguyên nhân thứ 6, đó là hoạt động biểu tình của hàng vạn người phản đối chiến tranh Việt Nam đã làm chấn động nước Mỹ. Cụ thể, báo Nga kể lại rằng, thời gian Mỹ tiến hành chiến tranh ở Việt Nam thì tại nước họ, thanh niên phản chiến đã mở rộng những phong trào mới. Cao trào chính là sự kiện tiến quân vào Lầu Năm Góc. Trong thời gian Đại hội Đảng Dân Chủ vào tháng 10 năm 1967 tại Washington, tháng 8 năm 1968 tại Chicago, 10 vạn thanh niên phản chiến đã cùng phản đối. John Lennon đã sáng tác ca khúc phản chiến Hãy cho hòa bình một cơ hội. Cựu binh Mỹ cảm nhận sâu sắc được cái khổ của hội chứng Việt Nam khiến cho hàng nghìn người tự sát. Trong tình hình này, tiếp tục cuộc chiến tranh này đã hoàn toàn không có ý nghĩa gì, buộc Mỹ phải chấp nhận thất bại. Cuối cùng mới đến nguyên nhân thứ 7. Đó là nhờ viện trợ của Trung Quốc và Liên Xô cho Việt Nam. Nếu như nói Trung Quốc chủ yếu cung cấp viện trợ kinh tế và nhân lực, thì Liên Xô cung cấp vũ khí trang bị tiên tiến nhất cho Việt Nam. Căn cứ vào thống kê sơ bộ, Liên Xô viện trợ khoảng 8-15 tỷ đô la Mỹ. Ngoài vũ khí, trang bị, Liên Xô còn cử chuyên gia quân sự tới Việt Nam. Từ tháng 7 năm 1965 đến cuối năm 1974, quân đội Liên Xô tổng cộng có khoảng 6.500 sĩ quan và hơn 4.500 binh sĩ đến Việt Nam tham chiến. Trường quân sự của Liên Xô còn đào tạo hơn 10.000 quân nhân cho Việt Nam. Đó là 7 nguyên nhân mà các chuyên gia hàng đầu của Nga nhận định và phân tích cho sự thua cuộc với tổn thất nặng nề của Mỹ ở Việt Nam. Các chuyên gia Nga không cho rằng nguyên nhân nào quan trọng nhất và chi phối chiến thắng của Việt Nam với đế quốc sừng sỏ nhất là Mỹ. Thế nhưng theo quan điểm của chúng mình, thì có lẽ chính tính chất chiến tranh chính nghĩa, chính lòng yêu nước nông nàn của dân tộc Việt Nam ta đã tạo nên sức mạnh to lớn, giúp chúng ta đủ tự tin, đủ kiên cường và đủ sự tinh anh để đối diện với quân địch. Và đặc biệt là có được sự ủng hộ to lớn của nhân dân thế giới, kể cả nhân dân Mỹ, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp, nhấn chìm đội quân hùng hậu của Mỹ. Việt Nam chiến thắng Mỹ, kỳ tích đó sẽ mãi mãi ghi vào lịch sử và dù là ở thời đại nào, nó cũng sẽ là tấm gương rõ ràng nhất để thế giới soi chiếu. Và có lẽ đó cũng chính là lý do mà hết lần này đến lần khác Việt Nam được gieo tên trong những cuộc chiến tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến chúng ta. Còn bạn, bạn nghĩ đâu là nguyên nhân khiến quân Mỹ phải bỏ lại dã tâm xâm lược và cuốn xéo về nước trong đắng cay giận hơn? Hãy chia sẻ cho chúng mình biết bằng cách comment phía bên dưới video nhé! Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!